ai mày đó 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 đó. Hello, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Đăng Râu Vlog. Hôm nay mình có thực hiện một clip là thử thách cho các bạn chạy xe trên đồng á các bạn, trên đồng mà trời mưa sình lầy lội đó. Và bây giờ mình tính lấy xe của mình ra chạy, nhưng mà bây giờ mình thấy cái màn tròn này cũng hay nên mình sẽ là thử sao các bạn. Là bây giờ hai mình sẽ lại nhà bằng quân mượn chiếc xe mà bữa hổm mình đạp xuống dưới sông đó các bạn. Bữa nay mình mượn ra, mình giả bộ mình đi chợ, hai mình đi chợ. Rồi mình đủ thêm 2 3 anh em mới ra ngoài mình đua xe ở ngoài đồng mình, các bạn. Mình lấy xe nó mình chạy ở ngoài đồng luôn thử nó dính bùn sình rồi cảm giác nó sao các bạn. Rồi các bạn hãy theo dõi hết clip của mình ha các bạn. Hôm nay tôi chơi cái kiểu này nữa là nó chửi hạt là nó quánh tôi luôn các bạn. Tôi chơi xe bây giờ xuống... mình sẽ đi mượn xe ha các bạn. Bữa tôi chơi xe nó xuống sông rồi, tôi chơi xe nó xuống sông rồi ở dưới điện thoại điện độ giờ tôi sửa tôi khúc tiền của tôi. Anh đi đâu mà? Bữa nay tôi mượn xe tôi ra ngoài đồng tôi chạy giống như là xe máy cày á, mấy bạn biết máy cày không? Ở miền Tây máy cày nghe, chứ còn không biết à. Chơi này lắc sắc lắm không được đâu mẹ ơi. Vài bữa nó tôi đầu vài bữa tôi đầu tư thêm tôi gắn cái bánh lọng với bánh trục cho tôi lấy xe ra ngoài đồng tôi cày luôn. Rồi các bạn hãy theo chân mình ha. Quân ơi. Không mua vô mượn mẹ nó không có nhà đâu. Mình sẽ vô nhà bạn Quân nha các bạn. Đây bạn Quân, nhà bạn Quân. Quay đi luôn. Thôi quay review trên cái cấu các bạn. Đây là cái nhà Quân có cái không có điều kiện có chiếc siêu xe trọng hộ. Chậu. Chậu xuống sông. Bây giờ mình vô nhà bạn Quân mượn mà chìa khóa mẹ bạn Quân đang đi ấy ăn các bạn. Đi chợ. Thôi. Ô nhà bạn Quân chơi rộng rãi quá các bạn. Ủa anh Tùng cho em mượn chìa khóa xe Quân đi chợ các anh. Ừ, tôi mượn đó. Lấy rồi rồi rồi, cảm ơn anh. Em đi chợ chút gì em trả nha. Rồi rồi, thôi anh em mình đi. Rồi thằng này vô nhà người ta phá nữa. Bà mày. Đi. Đây, đi. Ông Quân chưa về hả Nô? Thôi bây giờ mình sẽ mượn xe nó đi nha các bạn. Đây, chiếc xe của nó đây. Thiên cái chậu bổ ăn bữa. Thiên cái chậu bổ ăn bữa. Bây giờ bữa nay tới nhà nó tôi chơi nó một cái luôn. Thiên hai cái hai bên luôn. Bỏ dưới thôi, bỏ dưới thôi. Thế mày. Con gái nữa. Bể mua đền. Bể mua đền thấy mua nậu này. Thôi rồi. Rồi các bạn. Ở đây nó giấu được rồi. Rồi thôi bây giờ mình lấy xe mình đi nha các bạn. Thấy tôi mạnh không các bạn? Rồi rồi rồi. Rồi giờ thôi mình đi lấy xe mình đi nha các bạn. Rồi chở ta đi. Bây giờ mình tem về rủ Nô với thằng Đạt nó ra đây các bạn. Rồi thêm mình ra cái đây là bạn hồi nãy mấy anh em tôi có giới thiệu là mượn xe của bạn Quân mà chở. Chứ xe bữa hổm rớt xuống ấy nè các bạn. Xe bữa hổm mình chạy xuống sông lắm các bạn. Bây giờ tôi mượn nói đi chợ về tôi thấy tụi tôi lấy ra ngoài đồng chạy ngoài đồng. Ra ngoài đồng thi luôn các bạn. Đây đây mình sẽ quay chiếc xe cho các bạn xem thôi. Đây nay chạy được bình thường á các bạn. Đây là xe zin máy zin luôn. Xe zin máy zin. Bình xăng thì không biết của ông nội nào luôn. Rồi cái bô cũng bô zin luôn. Cái này là hai xúc bắp và một cây bô. Chắc kiểu này độ má lên là lên bánh lọng luôn. Các bạn biết bánh lọng không? Bây giờ mình sẽ thi ăn các bạn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một series là mượn xe bằng Quân á các bạn. Ra ngoài đồng thử thách cho cả team mình là chạy đua dưới ấy và giải thưởng nhận được là bạn về đầu tiên là nhận 500k các bạn, chỉ một giải một thôi. Bây giờ dưới đây mình chạy xe có cho mày có tiền móc 500k thôi. Ừ, thằng này bị khinh thường tao mày.
Đủ mẹ thấy có 500 ngàn bán kêu 500k. Mình ai thắng sẽ được 500k ăn các bạn. Cái bông bóng này là đặt ra ngoài đầu bờ bán, là đây là có 3 xe. Tôi và bạn này với anh Vũ là chạy tới đầu đường rồi đó, là giật được cái bông bóng. Không, đầu đường hơi xa lắm, để anh cắm cho. Thôi bây giờ cameraman đi theo thằng coi cắm bông bóng. Đây là một cái về đích. Trời đầu cắm đây lũi đi chết luôn. Đây là một cái về đích, ai về nước là được giải nhất, được 500k. Còn đây đây, cameraman đây đi theo dùm. Các bạn mua bán luôn các bạn. Thank you.
quá mệt các bạn. Chữ mày. Ừ chữ lỡ chơi. Đã chơi nó bữa nay chơi thêm bữa nữa của tao rồi. Tôi thắng này giọng bút ra chữ nhất đi. Thắng thì ai cho thắng kỳ vậy? Rồi các bạn xem là xe bộ xe cổ nó bỏ nè. Các bạn ở đây lượm xe vàng á, vụ có trơn rồi đó. Ơi rồi trời. Ủa, nó mệt các bạn ơi. Ô nó đuối. Quá mệt quá mệt quá anh em ơi. Chỗ luôn rồi. Cày á, cày dưa. Cày dưa. Chúa gì sao vậy? Mệt quá các bạn ơi. Thôi mình cũng đi về ăn đi về trả xe cho Quân nha các bạn. Để tối hù rồi ra nó chữ á. Dạ. Rồi chào mấy bạn. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu bạn thấy video mình hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Chết bà rồi anh em ơi. Quân nó ra tới rồi anh em ơi. Bây giờ tôi không biết ăn nói sao với nó luôn các bạn. Đây. Đây quần ra tới các bạn ơi. Chết mẹ các bạn ơi. Quần ra tới rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ chạy xe lên đàng hoàng. Rồi xe tao mới làm gì vậy? Bà nội. Quần ra tới các bạn ơi. Rồi tao không biết tới á, cái của Ngọc nó mượn á tao. Đủ má nó chờ xe cổ kìa trời. Đủ má nó chờ xe cổ kìa trời. Cái họ lấy xe ra chi trời. Xe ra cái đụng mẹ cài ngoài đồng chứ làm gì. Bữa hôm mày đạp chưa vừa nó gì bữa nay đang đạp gì đó. Bữa hôm đạp đây nè các bạn. Nói chơi bữa nữa đủ mẹ đem vô trả mày thằng nữa có gì đâu. Thôi mấy ông ơi, mày nhớ cái đồ mới trả cái nghe hồi trưa nè, bỏ cái điện xuống kìa mấy ông mới trả nghe, mày giờ đem ra cái gì nữa. Này xe mình vậy nè các bạn, xe nó còn sạch bon mà ra nó chửi bon mình vậy nè các bạn. Coi anh em mà trong tay mà sống tình nghĩa với mình vậy nè. Đủ má mày luôn mà hồi nãy mấy tao tính đua trên đê trên đó. Đủ má thấy đua trên đê chảnh đụng mẹ chạy từ. Ông nghĩ sao xe còn vậy nè mấy ông đem ra động mấy ông cầm với ruộng với sao mày kêu bắt. Đây các bạn. Chạy xuống dưới đê gì đụng mẹ mày xuống bệnh viện mà thắp tao gì. Mẹ mày xuống bệnh viện mà thắp tao gì. Đồng mấy tao đang thi cái giải 500k. Biết không?
đây nè các bạn, đây nè các bạn, cho thêm miếng nữa nè. Trời bà con là trời, sao bà kêu mấy trai kêu đi chợ mấy ông nội này, cái chào bà con thì tao nói dốc bả đi chợ mà tao lấy xe đủ mẹ mà chạy đi. Đây xe đó. Mình nè các bạn, xe của Văn Nô nè các bạn, còn xe của Văn Quân. Yến sao xe làm gì đây, giục mẹ đi chứ làm gì nữa, thì chút chạy về rửa thôi, làm dữ mày. Chút vậy tao rửa trả cho mày thiệt chứ đúng mày. Đồ mà thì anh em mới lỡ đó mượn thôi chứ. Xe nổ đàng hoàng, xe sửa rồi nổ đàng hoàng không gì chứ. Tí gì luôn nè. Xì nhớt luôn các bạn ơi. Đây xì nhớt luôn các bạn. Không phải nhớt đâu. Ôi đồ má Ngọc cũng chạy xe của người ta xì nhớt rồi. Đừng biết. Trời ơi là trời mấy ba ơi. Dục luôn lấy bố đập mẹ đi chứ gì hoài mấy chè. Anh em lỡ mượn thôi chứ. Mày kêu mày đập tao thường cái gì? Thôi mà anh em nó lỡ nó mượn chút xíu nó chơi chút vô rửa lại tao trả cho làm gì bay. Tao khùng bây giờ tao đạp xe bay tao thường không mày khùng. Quá là bỏ mẹ đi, là bỏ mẹ đi, là bỏ mẹ đi, là bỏ mẹ đi, là bỏ mẹ đi. Rồi anh em đồ má có nhiêu đó mà nó không giận gì bay. Đi cào ruộng gì thấy gớm không? Tao là chỉ tao chạy dơ tao rửa thôi, mày đạp xe bể là kệ của mày, tao không có quyền. Bỏ đi. Các bạn ơi, bây giờ mượn xe bằng Quân chơi với đồng có chút xíu mà bằng Quân làm quá các bạn ơi. Bỏ mẹ em đi. Xe mày gì nữa? Xe mày bỏ bỏ làm gì làm. Ủa, xe. Ngọc nói gì kỳ Ngọc ơi. Chưa mới chạy tôi. Bây giờ về đi sửa cho nghe. Chơi chút gì về tao rửa làm với mày. Có gì đâu mà. Anh em cổ mà mới không làm vậy nè. Sao? Sao vậy? Thì về chút về rửa thôi. Chút về rửa lại cho mày ơi. Không nghe hết chân luôn à. Chút về tao rửa lại cho. Má nó tức một cái. Mày đi. Thôi. Má nó tức một cái. Mày đi. Thôi. Đừng khóc nữa mà không được buồn. Em xứng đáng với những nụ cười. Mà bấy lâu nay em không được những điều ấy. Lôi lên. Khoan nhớt nước rồi các bạn ơi. Lôi lên. Quay giùm cái đạt ơi. À, bằng Quân dặn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình lôi xe lên, bằng Quân lên mình về mình rửa ăn các bạn. Ăn sao ớt của em xong đi đợi ớt cái bộ. Nước vô cái bô đó. Con đếm cái này nè. Nói chuyện khơi khơi bay. Má nó chờ nó một xíu mà nó dặn điện. Rồi chờ chút xíu mà anh em dặn rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình lôi xe nó lên nha các bạn. Thôi bữa không dám chờ này nữa. Thôi rồi cho mình chơi, nói chung mình chơi cũng quá đáng rồi thôi. Thì uống má tôi có gì đâu thì tôi chạy ngoài sông thì chút cái gì tôi về tôi rửa thôi làm dữ hả? Nè Quân về ta về các bạn. Xuất dép luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ thôi. Cái gì chó vậy? Vô nước bữa nữa rồi các bạn ơi. Rồi cái gì mà nước cái chảy ào ào vậy? Chảy cái mẹ đi, uống má luôn. Này các bạn, xe banh chành hết chân nè. Xe của mình với xe bạn Nô cũng còn đó các bạn. Ô. Hơi chấm tròn nè. Rồi, bây giờ mình ra về mình nói bằng Quân sang các bạn. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Ông chưa đưa 500 ngàn clip hay gì. Chút đưa cho bạn tiền liền đi. Tiền liền á. Đâu, đưa cho mượn 500 coi. Bạn làm gì vậy Đức? Đây. Cuối cùng mình sẽ phát 500 ngàn tiền thưởng cho bạn Noel các bạn. Và 500 ngàn này sửa xe luôn đi các bạn ơi. Cho xe bây giờ tiền thưởng cho em sửa xe. Sửa xe bây giờ tao vô tao mượn ông già nó. Ai sửa? Tao cũng đi sửa cho ai. Thì chuyện ông sửa thì kể ông có tiền này là có tiền thưởng luôn tao ông phải. Thôi bây giờ tôi giao cho bạn Noel. Rồi ok mình sẽ sửa xe sau. Tối đi nhậu. Rồi vậy mình xin chào các bạn nha. Mình chơi ngu hoài mình kỳ ấn còn ngu hoài mày. Ngu lần trước hết ngu hết mấy trăm ngàn rồi. Ngu mà tối ra nguy hiểm. Rồi xin chào các bạn ha. Hẹn các bạn vào clip sau của mình nha các bạn.
mới mình về mình nói là bằng Quân thử tình hình sao chứ thấy bằng Quân giận lắm các bạn ơi. Ờ, Ngọc chào các bạn đi. Rồi đây các bạn ơi, đây là kết quả của anh em tôi chơi ngu này mượn xe đó mà chạy ở ngoài đồng luôn nha các bạn. Má giờ rửa xe xong đi sửa nữa. Mẹ nó. Đó, bớt chữ thề đi bạn ơi. Thôi luôn rồi, gãy luôn cái tay thắng luôn rồi. Gãy luôn tay thắng luôn, bể luôn cái này luôn rồi các bạn. Quay coi cho anh em coi. Bể luôn cái này, gãy tay thắng luôn các bạn. Chân ngu tập 2 nè. Cái này, cái này là chân ngu tập 2 nè mấy bạn. Chân ngu tập 2. Hút ngu luôn đó. Rồi chút mà thêm lại mày trả cho ông già này tao không biết à. Đây các bạn, xe tôi mà nó còn dày nữa các bạn. Tập vô đây cho ông Vũ cũng mấy hơi chứng nhắc mở yên rồi luôn. Rồi, mở yên không được luôn các bạn. Rồi, biển số còn không? Còn. Đó các bạn. Quá chân ngu các bạn ơi. Nó bây giờ xe nó bây giờ không biết còn ấy được không nữa là thay nhớt thêm lần nữa đó các bạn. Hồi nãy tính chơi có một xíu mà tính chơi có một xíu về mà ơn phát hiện cái này bể trước chưa. Này bể luôn nè các bạn. Nè tôi chân ngu quá các bạn ơi, bể luôn cái dàn xe luôn nè các bạn. Xe xình lầy cái cỡ này nè các bạn. Đó. Đó làm video cực khổ mà chơi với nó mà bây giờ Quân nó dặn rồi các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì comment chia sẻ các kiểu ăn các bạn cho Quân nó bớt dặn lên các bạn. Nó đỡ dặn lên các bạn. Dạ bỏ rồi bà ơi, nghe nó chắc hỏng luôn á. Bữa nè chạy thịt đây nè. Đó các bạn thấy không? Giờ giấy bày hãy chơi xe về đây. Rồi chào hẹn các bạn vào video sau của tên mình anh các bạn. Vài bữa tôi còn cái màn tôi chơi nó nữa. Vài bữa mình có cái màn chơi là độc nhất vô nhị luôn các bạn. Treo xe bán tàu hủ lên ngọt ga luôn các bạn. Xe bán tàu hủ của mẹ bằng Quân đó các bạn.